Xin chào cả nhà. Thì hôm nay Nga và bạn Kiên á có đi chợ và có khám phá một số món đặc sản. Thì có là hôm nay là có ăn ốc nha. Thì Nga sẽ dẫn quý vị một vòng để mình tham quan ha. Thì cái ốc ở quê thì nó có gì ha? Có gì ngon hơn so với Sài Gòn? Đây thì Nga sẽ đi một vòng quán để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng cái không gian của quán nhé. Ok. Hôm nay thì Nga tính chia sẻ với cả nhà món bánh xèo. Nhưng mà đi một vòng thì không có thấy món bánh xèo, cho nên là phải đi vòng nữa thì thấy món ốc. Món ốc là món khoái khẩu của Nga, cho nên là Nga cũng muốn thử là cái vị ở quê hương nó có khác gì ở trong Sài Gòn không. Trong Sài Gòn gọi là thủ phủ của ốc luôn á. Mình có thể đi một vòng Sài Gòn là ở quận mấy, tất cả các quận về đêm là bán ốc rất là nhiều. Thì cho nên là cũng muốn thử cái quê hương như thế nào. Thì về đây thì thấy một cái là thứ nhất là cái giá, tại vì ở quê á thì làm quán thì cũng không có nhiều người, cũng không có mà bán được nhiều như Sài Gòn. Người trong Sài Gòn rất là nhiều và người ta rất là thích ăn, và ở đó thì hải sản là từ những vùng lân cận á, người ta mang đến là nhiều. Còn ở đây là phố núi, cho nên là có thể là những món đặc sản rừng nó sẽ rẻ hơn là món biển nha cả nhà. Nhưng nghêu ở đây là cũng mà bình thường là Nga ví dụ mình ăn ở bên ngoài á, lề đường hay là gì là cũng khoảng 50-30 ngàn một phần là rẻ nhất, có thể là 40-50 ở những phần khác. Thì ở đây là cũng nghêu 50, và có một món mắc nhất là Nga thấy là khá là ấn tượng là món ốc hương. Ốc hương ở trong mình thì cũng hay ăn, thì nó khoảng 30-50 ngàn phần, nhưng mà ở đây là 150 ngàn đó. Nghe thấy là điều rất là đặc biệt, và nói bảo là trong các món thì ốc hương là đắt nhất ở đây, ngoại trừ những món rừng biển. Ở đây có tôm hùm luôn nhé, đây có tôm hùm luôn nha cả nhà đó. Thì Nga mới quay một vòng, không gian quán rất là rộng, nha đó. Nghe thì thấy bạn kia sao hôm nay chất lượng hình ảnh nó hơi bị mờ này. Ôi cả nhà ơi, thì hiện tại nghe rất là rồi nha. Thì Nga sẽ thử một miếng nước xem là nó có ngon như ở trong Sài Gòn. Có chỉ có một cái muống thôi à bạn Ken? Bên này nè. Thôi bạn Ken lấy hộ ngạn ngay cái muống. Đây bạn Ken lấy bạn ngay cái muống này. Hôm nay bạn Ken này xấu trai bớt, cho nên bạn Ken cũng không có muốn. À rồi, ok, có người gọi. Ai gọi à? Không biết nữa. Là ai nhờ? Nghe ở đây có một vị rất là đặc biệt nha cả nhà. Ở đây là có bỏ thêm lá lốt, cho nên cái vị nó thật sự là nó đặc biệt, nó khác lắm. Nó không giống như Sài Gòn. Nhưng mà đúng là chắc Nga có thể là Nga ăn quen cái vị ở trong Sài Gòn hơn á, thì Nga vẫn thích ở trong đó hơn. Chứ bỏ lá lốt á thì chỉ có một số món thì mình bỏ thì nó sẽ thơm hơn thôi. Cái này hơi nó không có hợp chơi lắm. Đúng rồi. Nga sẽ thử một con nha. Đây nước mắm này. Đã mang ra là dưa leo này, rồi muối tiêu chanh, muối tiêu thôi, rồi nước mắm. Đó, nhìn nước mắm rất là hấp dẫn nhà. Rồi Nga sẽ lấy một con. Bạn Kiên thấy cái vị như thế nào bạn Kiên ha? Bạn Kiên ơi, lạ lạ. Wi-Fi bắt được mà nó không có chạy. Phải cho con. Thôi bạn Kiên có thể chia sẻ. Quay không thì quay bạn Kiên. Đây bạn Kiên rất là ngại nha cả nhà. Cái này đang bị mệt. Giờ đây không biết có quán bánh bèo nào nó không mà thấy thèm bánh bèo quá đi. Về đây cốt để chia sẻ cả nhà món bánh bèo và món ram thôi. Mà Nga tiếc một cái là Nga mới chia sẻ được mỗi món ram, bánh bèo chưa chia sẻ được, Nga thấy đang buồn lắm. Bạn Kiên ăn, bạn Kiên chia sẻ cho cả nhà đi bạn Kiên. Như ở quê ngon hơn như ở thành phố. Bạn Kiên bảo là nghe ở quê ngon hơn. Chắc bạn Kiên đang dối lòng á, chắc bạn Kiên nào. Quê ngon hơn như Sài Gòn. Tại sao ngon hơn? Hấp với lại chân cá lốt nữa. Nhưng bạn nghe thấy hơi chảy mùi á bạn Kiên. Nó không có hợp với nhau lắm. Anh dưới đã quen rồi. Vậy bạn quen Nga không có quen rồi sao đây? Quen thì Nga ăn dưa leo rồi.
Ôi được rồi nha, thì xíu nữa còn món tôm nướng thì Nga chia sẻ cả nhà ha. Thế bây giờ Nga phải tập trung chuyên môn đây, không là bạn kia đang ăn hết, bạn ăn bạn bảo khen ngon đấy, nhìn ăn rất là chuyên nghiệp, ăn mà không thèm để ý những cái gì xung quanh nữa, rất là ngon. Đó. Bạn kia ăn hết nửa tô rồi. Này nghêu dừng nhá. Ôi Nga phải dừng lại để Nga ăn nhanh thôi. Rồi chào, rồi hẹn gặp lại cả nhà xíu nữa nha. Đây về Hương Sơn nhà heo có món tôm nướng này cả nhà, tôm nướng rất là hấp dẫn. Wow cả nhà ơi, thì món tôm đã ra đây nha cả nhà. Rồi thì cái món tôm này là ở đây là một suất này, một phần này là 150 nha cả nhà, đó rất là hấp dẫn. Tôm rất là chất lượng nha. Bạn kiên ăn thử đi bạn kiên. Đây ở đây là có dưa leo sẵn rồi đây. Tôm này nướng muốn khô không giống nướng ở trong Nam. Thơm á, ngọt, tôm ngọt, nướng khô ăn rất là giòn, ăn luôn cả vỏ luôn, chấm muối tiêu chanh nè. Đây các nhà thấy không? Không có chanh hả? Muối tiêu thôi không có chanh. Đó thấy bạn kia. Ngọt thịt nữa, ngọt thịt. Rồi bạn Nga cũng sẽ thử nha cả nhà. Rồi đây nha, mình sẽ thử con này. Rồi Nga sẽ chấm muối tiêu. Tôm dai thịt hơn, ngọt. Rất là ngọt. Đây, nghe chấm nước mắm. Con thích ăn với nước mắm hơn. Không biết có muối ớt xanh không bạn kia nhỉ? Muối ớt xanh hả? Thôi được rồi. À, nãy Nga có chấm mà nó mù tạt, Nga nó xông lên muối hết hồn rồi. Tính tưởng bị sặc luôn đấy. Thì bạn Kiên nó thử, bạn Kiên nó thử rồi. Có không bạn Kiên? Ăn nó xong thì mũi sướng lắm. Ngon mà. Thôi, cả nhà mình ai có dịp ghé Hà Tĩnh thì có thể ghé Hương Sơn để thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng quê phố núi ha, và cũng có thể là thưởng thức những món biển như nghêu, sò, ốc hến và những cái món khác nữa nha cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Cả nhà hãy đăng ký kênh để nhận những video mới nhất và ủng hộ heo, hãy like và share ủng hộ bạn heo, ủng hộ heo nha cả nhà. Rồi chào cả nhà nha, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ, được thưởng thức những phút giây tuyệt vời bên gia đình và người thân nha cả nhà. Xin chào cả nhà.